Hello các anh em, lại Phương đây và chúng mình đã gặp lại nhau rồi đây. Ngày hôm nay em Phương tự thấy mình nhìn cũng xinh. Hôm nay á, em Phương thực hiện makeup look á. Lâu lắm rồi thì em Phương mới làm một video về makeup. Tự xem lại YouTube của mình, chắc là cũng phải hơn một năm rồi kể từ ngày cuối cùng mà em Phương làm một cái video full makeup như thế này. Thấy được không? Trong video ngày hôm nay á, thì em Phương sẽ thực hiện full makeup look là makeup mùa thu. Nhân tiện á, là Guardian vừa mới ra một bộ cọ mới tin mang tên Beautiful, thì em Phương tính á, là thử nó trong video ngày hôm nay luôn để xem nó có kiểu thỏa mãn những cái nhu cầu hàng ngày của mình hay không. Nào bây giờ tụi mình cùng bắt đầu video này thôi. Đừng quên like, cần câu like ở đây. Đừng có hết hồn mà, bởi vì chính bản thân An Phương cũng hơi hết hồn về mình một chút. Nhưng mà makeup xong thì chắc là sẽ đẹp hơn. Bây giờ thì An Phương sẽ bắt đầu với mắt mình trước. Bình thường thì An Phương mới có mặt trước đúng không? Tuy nhiên là makeup ngày hôm nay thì khó hơn, đòi hỏi nhiều kỹ thuật hơn. Và rất có thể là màu mắt nó sẽ kiểu bị rơi xuống á. Cho nên là makeup mắt trước xong rồi nè. An Phương dùng che khuyết điểm này của Maybelline. Đây là Maybelline Fit Me. Các bạn có thể dùng kem che khuyết điểm như An Phương cũng được, hoặc là các bạn có thể dùng eye primer, kem lau mắt cũng được. An Phương sẽ phủ lại toàn bộ phần che khuyết điểm lúc nãy với má hồng. Và cọ An Phương dùng là cọ Beautiful Essential Crease Brush. An Phương thấy cọ này có một cái đầu rất là fluffy và nó nhỏ vừa đủ với lại cái hốc mắt nhỏ của mình. Với cái đầu cọ mà kiểu bông bông tơi tơi như thế này nè, thì An Phương nghĩ là mình sẽ không chỉ đánh tan màu đâu mà An Phương còn có thể dùng nó để mà highlight xương chân mày cũng như là highlight những cái chỗ như là sống mũi này nè. Mình sẽ bắt đầu makeup lúc này với màu nâu tông cam ấm như thế này. Bạn Phương sẽ dùng màu này và phủ lên toàn bộ màu mắt. Lần này thì Phương không chỉ phủ lên tới đây đâu, mà Phương sẽ phủ lên cao luôn. Bạn Phương muốn là eyeshadow của mình phải tán thật là rộng. À, quên mất, An Phương chưa nói về bản màu mắt An Phương dùng ngày hôm nay. Đó là bản màu mắt Patrick Star. Xinh lắm mấy chị ơi, bản này có tên là Heatstroke. Đẹp quá trời đẹp. Tiếp theo, An Phương sẽ dùng màu nâu đậm nhất trong bản Heatstroke, sử dụng một cây cọ Pencil Brush để đặt màu này vào đuôi mắt. Sau đó mình sẽ dùng Essential Crease Brush để tán màu này vào hốc mắt. Trộn ví hôm nay An Phương dùng một bản màu mắt rất là xịn, lần đầu tiên An Phương dùng bản này luôn và An Phương rất là ưng. An Phương thì chuẩn bị dùng cái màu kiểu nhũ nhũ ấy nè. Lúc đầu thì An Phương nghĩ là nó sẽ fall out rất là nhiều. Tuy nhiên là khi mà swatch thử thì An Phương thấy là nó bám rất là chắc. Cho nên An Phương nghĩ là mình sẽ không cần phải cho nên An Phương nghĩ là mình không cần phải xịt Fix Plus lên nữa. Đối với những cái màu nhũ nào mà kiểu dễ bay á, thì An Phương khuyên mọi người là trước khi đánh màu mắt á, thì hãy kiểu xịt ướt cọ bằng cái Fix Plus này của MAC để cho màu bám tốt hơn. Đẹp nhờ. Cảm ơn. Challenge cho mọi người á, là không biết có ai vừa make up nhưng mà không há mồm không. Chứ mà An Phương nghĩ chắc nãy giờ mình cũng nhiều lắm luôn á, mà An Phương không nghĩ. Nhờ. Đúng không bạn? Sao bạn hốt cảm xúc vậy bạn? Chào mọi người ơi. Ngày hôm nay An Phương quyết định chơi lớn. An Phương sẽ đánh một cái màu hơi đỏ đỏ nhũ nhũ ở cái góc này nè. Bình thường thì Phương ít khi nào dùng những cái màu đậm như thế này lắm. Nhưng mà hôm nay vui vui vui, làm cái gì đó mới đi. Màu này đậm phết á. Trời đất ơi, đậm quá trời đậm luôn. An Phương chỉ dùng màu này và đặt ở cái góc này, không hẳn là đuôi mắt mà cũng không hẳn là bầu mắt đâu, mà là ở điểm giữa. Làm vậy chi? Để mà tạo cho mắt nhìn nó ombre hơn. Chị mày hèn lắm luôn đi. Chị của tao hèn. An Phương đang dùng chì của Makeup Forever. Đây là Makeup Forever Aqua XL Eye Pencil. Màu mà An Phương dùng là màu M60. Đến phần kẻ mắt này thì An Phương sẽ kiểu tight line sát ở chân mí. Ê, tao có cần đá lên luôn không? Hay là tight line như thế này thôi? Lên luôn đi chị, chơi lớn. Chơi lớn luôn hả? Được chưa vậy mọi người? Sau khi mà dán hai cái cọng này vô thì mắt của An Phương sẽ rất là đậm. Sau đó là An Phương bật thêm hai cái mí nữa là hết hồn luôn. Mắt tạm
tạm thời như vậy là xong. Bây giờ thì Phương sẽ đánh nền. Nền đánh Phương dùng ngày hôm nay á là Power Fabric của Giorgio Armani. Màu mà Phương dùng là màu số 4. Đây là một loại foundation mà Phương rất là yêu từ năm ngoái. À, mà khi mà các bạn dùng cái kem nền dạng như thế này nè, thì mọi người nhớ là đừng bao giờ lấy quá 2 pump nha. Bởi vì bị dày lắm, kem nền nào cũng vậy, 2 pump là tối đa thôi. Việc lấy kem nền như thế nào cũng rất là quan trọng. Nhiều bạn á thì sẽ kiểu chấm nền ra khắp cả mặt xong rồi mấy bạn mới tán như An Phương đã làm hồi xưa. Tuy nhiên á, là An Phương mới học được một tip á, là tụi mình hãy dùng cọ lấy một ít kem nền trên tay như thế này nè, và sau khi lấy xong á thì tụi mình sẽ không thoa lên mặt luôn, mà các bạn hãy kiểu dặm đi dặm lại một ít trên tay như thế này để mà nền được lấy đều ở trên cọ, và cọ này cũng sẽ không lấy quá nhiều sản phẩm, tránh làm tình trạng mặt mình bị dày. Cọ mà An Phương dùng ngày hôm nay á là Beautiful Liquid Foundation Crush. Tính ra là cũng lâu lắm rồi An Phương mới dùng lại một cây cọ truyền thống như thế này. Cây cọ như thế này thì được một cái đặc điểm là nền tán rất là mướt, che phủ cao nè. An Phương biết loại cọ này thì có nhiều bạn đánh sẽ bị streak, có nghĩa là bị vân trên mặt. Thì cái cách mà An Phương hạn chế cái vấn đề đó là khi đánh nền với cọ này thì An Phương sẽ kiểu kéo nền thật là dài và đường này chồng lên đường kia thật là nhanh. An Phương thao tác xong phần nào là chấm dứt của nó luôn. Một cách nữa mà em Phương nghĩ là nhiều bạn hay quên lắm nè, đó là khi mà dùng những cái cọ như thế này, mọi người phải giặt cọ thường xuyên nha. Cọ khi mà bị dơ nó sẽ bị cứng, và khi mà đánh lên mặt á thì mặt của mình thứ nhất là bị đau, thứ hai nữa là mấy cái đường foundation chắc chắn nó sẽ bị vân, cho nên là hãy vệ sinh cọ. Khi mà dùng cọ flat như thế này thì mọi người nhớ là thao tác một chiều thôi. Để cho vui á thì An Phương sẽ đánh nửa mặt bằng cây cọ này, nửa mặt còn lại thì An Phương sẽ thử cọ Beautiful Oval Foundation Brush. Cọ này An Phương đặc biệt cảm thấy thích thú bởi vì nó khá giống như một cây cọ mà An Phương đã từng review trước đây. Đây An Phương gọi nôm na là cọ bàn chải. Cọ này thì theo kinh nghiệm cũ của An Phương với cái cọ trước của An Phương thì An Phương thấy nó có độ che phủ rất rất cao. Và mặc dù cái thao tác khi đánh nền với cái cọ này hơi bị kỳ lạ một chút, bởi vì mình cứ kiểu phải kéo cái cọ ra đã, nhưng mà cái finish rất rất đẹp. Thì An Phương trông chờ không biết là cọ này của Beautiful có làm được cái điều đó không. Cơ bản khi mà An Phương cầm thì An Phương thấy là cọ này bend khá là dễ nha, kiểu nó dẻo á, cho nên An Phương nghĩ là khi mà đánh lên mặt nó sẽ không có kiểu bị quá cứng đâu. Cọ này được cái là đánh ở những cái vùng mũi rất là thích, cảm thấy nó che phủ tốt hơn là so với dùng những cái cọ dẻo như thế này. Sau khi mà An Phương tán lên bằng cọ thì An Phương thường dùng mấy cái mút trang điểm như thế này nè. An Phương kiểu dặm lại mặt một lần nữa để mà nền nó ăn hẳn vào da, như là nó sẽ lấy đi những cái foundation thừa trên mặt. An Phương có cảm giác là như vậy. Sau khi mà dùng thử thì An Phương chốt như sau. Cọ này của Beautiful An Phương thấy là độ che phủ không có xịn bằng cọ original này của An Phương dùng đâu. Tuy nhiên An Phương cảm thấy đây là một cái cọ dùng hàng ngày ok phết. Và cái điểm đặc biệt của cọ Beautiful Brush này nói riêng cũng như là những cái cọ Beautiful khác nói chung á, thì là cái sợi lông cọ này được làm bằng sợi tổng hợp, cho nên nó rất là bền và vệ sinh rất là dễ. Bây giờ thì An Phương sẽ che khuyết điểm ở những vùng mà An Phương cần che. An Phương nghĩ là mình cần che ở cái vùng mà quần thâm này nè. Và khi mà che khuyết điểm ở quần thâm á thì có một tip để mà các bạn dễ dàng xác định được cái quần thâm của mình là các bạn hãy kiểu cúi xuống như thế này nè. Thì các bạn thấy không, cái bóng nó đổ xuống thì mình sẽ kiểu conceal ngay ở cái vùng này luôn. Nhiều bạn á thì kiểu che khuyết điểm sát ở chân mắt luôn thì Phương thấy nó không có hiệu quả đâu, và nó cũng là mắt mình nhỏ nữa, cho nên cái tip ở đây là hãy nhìn xuống và cái phần đen á nó dừng tại đâu thì mình sẽ che tại đó. Conceal cũng lấy ít sản phẩm thôi. Đối với vùng mắt á thì An Phương chuộng dùng tay hơn là dùng cọ. À, concealer An Phương dùng ngày hôm nay á là Kill Cover Airy Fit Concealer của Clio. Cái này che quần thâm mắt ok lắm 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 luôn á. Nó cũng kiểu đồng thời làm sáng da nữa. Tiếp theo á thì An Phương sẽ kiểu che khuyết điểm ở đây. Đấy, đây. Thật ra không hẳn là che khuyết điểm đâu mọi người. Ở đây An Phương dùng concealer để làm sáng cái vùng chữ T này của mình, để mặt của mình trông nó kiểu 3D hơn, nhìn không có bị kiểu lì, kiểu phẳng, kiểu flat. Đây nè, đây mới là chỗ cần che nè. Cái chỗ dưới cánh mũi của An Phương siêu tối màu luôn á. Bây giờ chúng mình sẽ qua bước kẻ lông mày. An Phương thích cái bước này nhất 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 luôn, bởi vì mặt của An Phương sẽ đẹp hơn hẳn. Đến đây làm gì vậy La? Chung vui gì? Trả tao đồ kẻ lông mày. Nó ở cái trường mà. Đâu rồi? Xong phim. Trời đất ơi, đừng để tao quay video không có lông mày nha mày. Mày giỡn với tao. Ủa? Trời đất ơi. À thì không, trong kia để đúng chỗ. Chỗ đúng của nó là ở đây nè. Trời đất ơi. Các bạn quan Phương vừa đặt một câu hỏi mà An Phương thấy cũng hay, đó là tại sao An Phương không phủ phấn trước khi mà An Phương kẻ lông mày. Thì câu trả lời của An Phương là khi An Phương phủ phấn
Anh Phương kể chị nó không có ăn nữa. Nó không được đậm bằng lúc mà anh Phương đánh trực tiếp như thế này. Và anh Phương sẽ phủ phấn sau để làm chi? Để mà lông mày của anh Phương lâu trôi hơn. Có thể kể như vẽ tranh như vậy sao? Đúng vậy anh ạ. Chị kẻ lót sờ này đậm màu phết đó, cho nên là khi anh Phương kẻ thì anh Phương thường kẻ cái khung trước, sau đó anh Phương sẽ dùng cái cọ spoolie cuối này nè, anh Phương chải lên thì từ đó màu của những cái khung của anh Phương á nó cũng kiểu được lan ra một cách rất là tự nhiên. Hôm nay thì anh Phương nghĩ là mình sẽ kẻ cái khung mày của mình dài hơn chút xíu, cong hơn không? Sắc một tí đi. Sắc một chút. Ok. Ví dụ á, thế là nền của anh Phương bây giờ đúng nước luôn, thì bây giờ anh Phương sẽ dùng một cái cọ sạch và anh Phương sẽ kiểu di lại ở những vùng mà da bị nứt. Cái tip này thì Phương đã chia sẻ trong 2 video trước, 3 video trước của mình rồi. Tới với phủ phấn rồi, bây giờ thì Phương sẽ phủ mặt của mình với Innisfree No Sebum Mineral Powder. Cọ mà Phương dùng là cọ Beautiful Retractable Kabuki Brush. Cọ này thì nó có một cái nắp như thế này nè. Cọ Kabuki này thì Phương thấy là phủ phấn rất là tiện. Bởi vì sao? Bởi vì lông cọ nó tán rộng nè, nhưng mà nó không bị búi quá chặt, cho nên là phấn phủ lên trông rất là tự nhiên, trông kiểu airbrush. Và vì nó có một cái nắp như thế này cho nên là tụi mình có thể cầm theo hàng ngày, rất là vệ sinh và cũng rất là tiện nữa. Đây là cái cọ mà anh Phương cảm thấy là cầm nặng tay, chắc tay nhất từ này tới giờ. Ok. Khác đúng không? Anh Phương thấy là cọ này phủ mặt rất là tiện, tuy nhiên là vì nó khá là xòe cho nên là hơi khó đi vào những cái góc như thế này. Chắc là anh Phương sẽ phải dùng một cây cọ nhỏ hơn để mà phấn đi vào những cái góc như thế này nè. Cọ này thì anh Phương thấy là bên cạnh dùng để mà phủ phấn, nó còn có thể dùng để đánh má hồng nữa. Nếu mà các bạn khéo léo thì chắc là cũng có thể dùng cọ này để mà đánh contour luôn, chắc là cũng ổn. Bây giờ thì anh Phương sẽ chặt mặt nha. Đây cũng là một trong những bước mà anh Phương yêu thích. Tính ra nãy giờ anh Phương yêu thích quá trời bước luôn. Được rồi, nói chung là anh Phương thích make up, bởi vì nó là cho anh Phương cảm thấy tự tin hơn một chút, bởi vì mặt mộc của mình hơi kỳ một chút. Thì sản phẩm bronzer mà anh Phương dùng ngày hôm nay là Charlotte Tilbury Film Star Bronze and Glow. Hộp này thì chắc là mọi người cũng thấy anh Phương dùng trong rất là nhiều video rồi. Nó rất bẩn, anh Phương biết, cho nên là anh Phương sẽ không có kiểu quay close up nó đâu, vì nó hơi dơ một chút. Nhưng mà đây là một bronzer mà anh Phương rất là tâm đắc, bởi vì cái sự tự nhiên của nó nên màu nó không có bị kiểu bị bỉnh mặt. Và cọ anh Phương dùng á là cọ Beautiful Angled Plus Brush. Cái tên của nó có nghĩa là cọ vát và dùng cho má hồng. Tuy nhiên anh Phương cảm thấy với cái hình dạng cọ vát và nó kiểu không búi quá chặt thì anh Phương nghĩ nó còn có thể dùng cho bronzer rất là ok. Tính ra cái cọ này đa chức năng phết, đánh má hồng được, đánh bronzer được, thực sự là phủ phấn chắc là cũng ok luôn. Lông cọ này thì anh Phương thấy là lấy không quá nhiều phấn, cho nên là phấn lên mặt trông nó sẽ nhẹ nhàng và tự nhiên hơn. Đánh má nha, anh Phương dùng má hồng 3CE màu Nude Peach, một cái màu có tông đào. Khi mà đánh má hồng thì anh Phương thường kiểu mỉm cười nhẹ đánh ở cái phần cùng bên đây. Chứ xong rồi á, sau khi cảm thấy phần này hồng rồi thì anh Phương sẽ không lấy thêm phấn nữa, mà anh Phương sẽ kéo cái cọ lên một chút xíu để tạo cảm giác là mặt thon gọn hơn nữa. Thêm một má hồng nữa lên mặt của mình, anh Phương dùng Hourglass Ambient Lighting Plus màu Diffuse Heat. Đây là một cái màu cũng có tông đào. Và cái điều em Phương thích nhất ở má hồng này á, là cái hiệu ứng lên nó rất là healthy, nó kiểu glowy nhẹ. Cho nên là em Phương sẽ nhấn màu này ở cái vùng, cái cục này, chứ em Phương không có tán nó ra như là cái màu vừa rồi. Highlight em Phương cũng sẽ dùng bản Charlotte Tilbury của mình luôn. Highlight này kiểu siêu siêu tự nhiên luôn. Mặc dù em Phương biết á, rất là nhiều bạn thích kiểu highlight lồng lộn như là Đức, tuy nhiên thì anh Phương lúc nào cũng thích highlight tự nhiên, kiểu mỗi người có một cái preference khác nhau. Ủa quên mất đó, anh Phương có highlight mới mà. Đây, hôm nay anh Phương dùng Fenty Beauty mới đúng chứ, quên mất. Lại nha, highlight anh Phương dùng là Fenty Beauty Kilowatt à, bản này xinh quá ha. Màu mà anh Phương dùng là màu Hustler Baby. Thôi anh Phương cứ coi như là bỏ đi những cái lời mình vừa nói đi, hôm nay anh Phương thử lồng lộn chơi lớn luôn. Linh linh luôn á. Linh linh. Mà Paula không có bị nhiều, cảm giác là nhũ highlight này rất là mịn, nó không có bị kiểu quá kim tuyến. Đối với cái phần xương chân mày thì anh Phương sẽ dùng cọ bé hơn để mà đánh lên đấy. Highlight này có undertone cũng kiểu ấm cam vàng nhẹ, cho nên anh Phương thấy rất là hợp với cái make up look kiểu copper màu đồng cam của anh Phương ngày hôm nay. Sau khi make up mặt xong thì anh Phương sẽ quay lại mắt của mình. Bây giờ thì anh Phương sẽ
đánh một số màu lên cái mí dưới của mình. Đầu tiên chắc là anh Phương sẽ phủ toàn bộ cái mí với cái màu nâu đậm này để mà tạo hiệu ứng kiểu smoky, mắt mở hơn. Mắt mở hơn đúng không? Nói chung là mắt sâu hơn. Sau đó là anh Phương sẽ kiểu đè lên màu đỏ này ở 2/3 đuôi mắt của mình, thì kiểu mắt trong nó có màu hơn. Và anh Phương thích cái hiệu ứng là mắt trên một màu, mắt dưới một màu, nhìn nó sophisticated kiểu gì á. Đối với khóe mắt của mình thì anh Phương sẽ đổ bảng màu mắt. Anh Phương dùng Anastasia Modern Renaissance. Anh Phương sẽ dùng một cái màu nhũ vàng có tên là Primavera. Anh Phương chấm chút xíu, xong rồi anh Phương sẽ đánh vào cái khóe mắt để mắt mình trông nó kiểu mở to hơn. Hết hồn không? Trời đất ơi, trưởng thành quá mọi người ơi. Tóc bay bay, xoăn xoăn. Đẹp không vậy? Đẹp. Hơi già nhờ. Nhưng mà chơi lớn rồi mày. Đánh vào giữa mốc hình tượng trưởng thành. Được, bây giờ thì không trưởng thành cho lắm. Cái phần cuối của video thì anh Phương sẽ gửi cho các bạn một số màu son mùa thu mà anh Phương nghĩ là các bạn sẽ thích. Ở đây anh Phương có son chỉ có ánh nè. Xong rồi anh Phương có một cái son màu đỏ đậm của Sephora. Cái xong rồi anh Phương cũng có son của Rihanna nữa. Đây là Fenty Beauty. Đây là son Lemonade. Và thỏi son anh Phương cầm có tên là Perfect Couple Lip. Tại sao lại là Perfect Couple Lip? Bởi vì nó có hai đầu. Một đầu thì được gọi là lip filler. Em cứ nghĩ là cái đầu này sẽ giúp cho môi căng đầy hơn hoặc là dưỡng ẩm cho môi. Và một cái phần nữa là lip cream. Màu mà anh Phương chọn để mà đi với makeup look này là màu số 05, có tên là tea, là trà. Đây, em Phương sẽ swatch trên tay trước cho mọi người coi nha. Ồ, đẹp đấy. Nó có mùi kiểu cam chanh, tinh quá. Một cái màu kiểu đỏ cháy. Cái kết cấu của son này anh Phương thấy là nó hơi mousse. Cảm giác trên môi kiểu bơ bơ mềm mềm, rất là dễ chịu. Hôm nay là lần đầu tiên em Phương thử son này luôn á. Màu này có thể build up thêm nha. Trời ơi, mềm quá. Đẹp không? Tranh thủ anh Phương sẽ swatch màu salt, màu số 3 này cho các bạn xem luôn. Ui đẹp thế. Màu này chắc là nghiêng cam hơn đúng không? Tươi hơn chút xíu. Bây giờ thì anh Phương sẽ thử son Fenty Beauty này của Rihanna. Anh Phương thì đã thử son này từ trước rồi và anh Phương thấy màu rất là đẹp, một cái màu cam đất, thuần cam đất luôn. Tuy nhiên anh Phương không có thích son này lắm bởi vì nè, mọi người thấy không, son này lên rất là dày. Anh Phương có kiểu chấm nhẹ thì cái pay off của nó rất là nhiều. Bình thường á, son lên màu đậm là một điểm cộng đúng không? Tuy nhiên với son này thì anh Phương thấy là độ lên màu của nó hơi đậm và hơi dày môi, cho nên là mới thoa vào là cảm giác môi rất là sáp. Con này thì không hẳn là lì 100% đâu, nó kiểu semi matte. Cuối cùng thì anh Phương sẽ qua son Sephora Cream Lip Stain màu 42 này. Đây. Trời đất ơi, đẹp quá mọi người ơi, một cái màu đỏ đậm. Tuy nhiên là còn một chục màu của mùa thu trong này. Mình miêu tả cho các ai hiểu không nữa, tuy nhiên mọi người thấy không? Chắc là vô với makeup hôm nay ha. Son kem lì Sephora mà anh Phương đang đánh á thì rất là mịn và rất là lì. Cảm giác trên môi rất là thoải mái. Và anh Phương kiểu thực sự rất là thích. Trước hôm giờ thì anh Phương đã review cây 24, cây 25 rồi. Và cây 42 này chính thức là một trong những thỏi son kem lì Sephora yêu thích của anh Phương. Màu của nó thì kiểu hơi nghiêng đỏ một chút, rất là quyến rũ. Và kiểu nó không có bị đỏ tươi mà nó cũng không hẳn là bầm, rất là ok. Cảm ơn mọi người vì đã xem tới tận cuối video. Em Phương mong á là video ngày hôm nay kiểu tươi mới hơn mọi ngày. Lâu lắm rồi em Phương mới makeup lại á, cho nên là mong mọi người sẽ like video này nha. Nếu mà được nhiều like thì chắc là em Phương sẽ blend thêm nhiều makeup nữa trong tương lai. Sau khi dùng thử bộ cọ Beautiful thì em Phương có một số nhận xét cuối cùng như sau. Đầu tiên á thì Beautiful có rất là nhiều cọ và mỗi loại có mục đích khác nhau. Thứ hai nữa là rất dễ tìm mua. Thứ ba nữa là giá tiền của nó hợp lý, chỉ tầm 45-150 ngàn thôi, cho nên là những bạn học sinh sinh viên có thể nghĩ qua. Và cuối cùng thì chất lượng của bộ cọ này tôi thấy là hợp lý so với giá tiền, cho nên nếu mà các bạn đang tìm kiếm một bộ cọ dùng hàng ngày thì hãy nhớ qua Beautiful nha. Cảm ơn, bây giờ thì Phương không còn mong muốn gì hơn ngoài việc các bạn hãy like video này nha. Và hãy comment cho em Phương biết chủ đề video tiếp theo mà các bạn muốn Phương thực hiện là gì. Mình sẽ gặp lại nhau trong video sau nha. Bây giờ thì bye bye. Bye bye.